À, chúng ta sẽ làm cái hình xem trước ở đây. Sẽ làm một hình xem trước ở đây. Chúng ta sẽ làm cái hình xem trước ở đây. Viết đây chữ là tiếp theo. Đây, tiếp theo. Tiếp theo. Ta sẽ thêm vào một cái textbook. Ta chọn UI, chọn text. Ta gỡ rồi Canvas. Canvas của ta nó vượt qua cái cam. Ta sẽ kéo cái cam vào trong cái Canvas. Xin lỗi, có bỏ. Ta sẽ kéo cái cam này vào trong cái cam của thằng Canvas. Rồi, Canvas. Trong cam. Kéo cam vào đây. Kéo cam vào đây. Rồi. Canvas đã nằm ở trong cái cam. Đây là cái tích. Ta kéo cái con gỗ gỗ xin lỗi các bạn, chúng ta sử dụng thằng này để kéo kéo lên đây to lên một tí nhìn nó rõ. Căn dựa cho nó, căn dựa cho nó. Chọn phong viết chữ đó là hình tiếp. Tiếp theo. Tiếp theo. Rồi. Chữ này nó không hiển thị được tiếng Việt đúng không? Bởi vì là cái ô này này, cái ô này của nó này, nó không nhận được Unicode này, cái ô textbook của nó là nó không nhận được Unicode. Do cái người lập trình cái này người ta không nghĩ ra là cái ô của chúng ta không thể gõ được Unicode. Thế vậy thì ta sẽ phải làm cái động tác này, mở notepad ra. Ta gõ tiếp theo. Đó. Copy. Sau đó dán vào đây. Đó. Đó. Ta được chữ tiếp theo ở trong phần text rồi. Có thể tăng tăng phông chữ lên 20. Đó. Ta có thể thay đổi một chút nữa là có khi ta để cho nó đậm lên và viết chữ hoan cap lock tiếp theo. Cái này chúng ta có hai cách để có thể là viết được tiếng Việt vào đây nhé. Cách thứ nhất là chúng ta làm như vừa rồi. Đấy, là ta làm trực tiếp. Thì ta gõ ra lớp page, ta dán vào đây. Cách thứ hai là ta sử dụng text ở trong C# này. Ta viết chữ tiếng Việt gắn vào đây cho nó là nó sẽ chạy từ trong cốt chạy sang, nhưng mà để trong cốt chạy sang thì nó cũng hơi bị tốn thời gian, cho nên là ta tốt nhất là làm như này thì nhanh hơn, ngoại trừ là khi mà chúng ta cần bắt buộc là phải viết chữ theo từng cái hoàn cảnh thì ta hẵng sử dụng cái kiểu viết chữ bằng cốt. Còn những cái này thì nó là cố định rồi, nó không thay đổi thì ta sử dụng cái chữ này, nó là cố định rồi, nó không thay đổi thì ta sử dụng, nên sử dụng theo cách tôi vừa làm được. Chúng ta kéo xuống để chúng ta có thể đi thay màu cho nó, thay màu chữ cho nó.
màu. Rồi mày sáng mày tỉnh đi. Rồi à. Ok. Nào, đi về à, chọn cho nó một cái phông khác. Phông gì bây giờ nhỉ? Các bạn có thể kéo phông của chúng ta vào đây bằng cách ta vào thư viện này, thêm cho nó một thư mục thư mục này, thư mục phong đó. Bây giờ ta có thể lên mạng ta search một vài cái vào Google Form Form. Kiếm một cái phong là đẹp đẹp đi. Kiếm một cái phông đẹp đây, cái phông này có hỗ trợ unicode code không à, tên tôi là Bùi Quang Việt đó. Ô phông này, phông này nó không hỗ trợ unicode cho lắm. Được rồi, tiếp theo không hỗ trợ, không hỗ trợ unicode. Rất tiếc, một phong rất đẹp. Hãy chọn cho nó hẳn là hẳn cắp lóc để theo dõi cho dễ xem phong nào đẹp. Nga trường kiếm một cái phông đẹp hơi khó. Nếu mà tiếng Việt như Unicode thì nó không phải là dễ. Không phải là dễ khi mà kiếm được cái phông Unicode mà nó đẹp đẹp. Thích này phá cách một tí thôi. Thích này phá cách một tí. Chứ nó viết chữ bình thường này thì nó cũng không được đẹp lắm. Thấy thằng này, thấy thằng này đi. Này xuống này nhé. Tải về. Ok. Kéo luôn.
Thôi, lỗi rồi, lỡ mất rồi. Rồi, không sao, bụi cao sẽ khỏi. Bụi cao đây nè. Nào. Vừa giải ném vừa kéo vào thì nó không được. Mở lại nha. Giờ. Thư viện của tôi đâu? À, xin lỗi. Phòng tôi đâu? Kéo phòng vô đây. Đó. Chữ của tôi mất thế à? Mọi thứ trở về với cả. Mọi thứ trở về. Như đâu thế à? Có vấn đề gì không đấy? May quá. Không có vấn đề gì xảy ra. May quá. Tưởng là nó lỗi xong một cái là nó phá hết của tôi đi. Rồi. À, sẽ xử lý. Làm lại nhé, ta vào UI text nhấn bấm cover nhấn bấm screen space camera chọn cam nhất và vô phần cam sau nhiệm vụ kéo thằng text lên text tôi kéo thằng tích lên tích ở à tôi đang để trong phim tích ở tích ở tích ở kéo lên nào kéo nó lên đây kéo nó lên đây rồi cần vào giữa giữa rồi vào giữa giờ ta lấy tiếng Việt hay là lấy tiếng Anh này gõ đây là tiếp theo hay là next tiếp theo đi để nguyên đi tiếp theo đó ok đó và căn giữa xuống dưới chọn phòng là kéo này lên lên này ta vào đây thì không gạch nữa không thích mà gạch cho lắm kia rồi sao để một chỗ mà lại lệch một chỗ nhỉ trong khăn ta chạy đi đâu không đấy để một chỗ mà chạy nó lại ra một chỗ thế nhỉ vui tính nhé. Mày hơi vui tính đấy. Mọi chỗ đều được mà sao lại đổi ai chà chà ai chà chà thay đổi độ rộng cái là nó chạy đi ông còn vượt ông can vát chán quá nhỉ
Kỳ lạ thật là kỳ lạ thật. Kỳ lạ thật là kỳ lạ thật. Kỳ lạ thật là kỳ lạ thật. Béo hết vậy? Cho nó to lên một tí. Cho nó to lên một chút xíu nữa. Này nó hơi bé rồi. Này hơi. Xem nào. Còn mỗi chữ tiếp không có chữ theo. Được thế nào? Đó, tiếp theo. Thôi, để chữ trắng đi. Để đơn giản. Quyết tâm để chữ trắng để đơn giản nhé. Chữ trắng đơn giản chạy nào chạy nào chạy nào rồi đẹp rồi đấy. Tiếp theo đã thế thì thêm luôn điểm số thêm luôn điểm số trời. Đang ốm điểm số trời đất điểm số ơi corona rồi ập vào phỏng chữ trắng tối ép 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 gọi là phong bình 20 giữa giữa 20 này không hỗ trợ Unicode à? Trời thế mà mình không để ý này nó có hỗ trợ Unicode đâu. Này nó thôi thế thôi tốt nhất là ta viết theo tiếng Anh thì thôi thì cái phông này nó cũng không hỗ trợ Unicode cái phông an là ok rồi. Rồi tốt nhất là ta gõ theo tìm anh đây. Let's này rồi. Tiếp theo là gì nhỉ? Chạy đi rồi, là chạy đi rồi. Tin tăng kia nó chạy và bị lật. To lên kéo cho nó dễ. Nào, mày đi trước. Tao đi sau. Rồi. Theo thì nó mới không bị lệch. Không lắm. Tăng nó.
nó rất là kiêu căng. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là gì nữa nhỉ? Điểm số theo cấp độ thêm luôn, copy luôn cái thằng này, dán luôn vào đây cấp độ. Xem nó có cân rồi, nó không bị giảm, tốt rồi. Tiếp theo nữa là các cái line giá, xem nào. Ok, nghe chị có vẻ ổn rồi đấy. Bây giờ ta sẽ làm cái phần next trước nha, làm cái tiếp theo trước. Để xem cái tọa độ của cái thằng next này đã. Nào, mượn cho tớ mượn một bạn.
Đúng, 15 không thì sao? Lật, 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 lật. Được. Lật. Copy. Tạm thời tôi dán ra ngoài nhá. X bằng Y bằng Yeah. Ok. Y có khi là phải vẫn phải cho Y lên thêm một tí. Khối gì? Y có thể lên thêm một tí. Cũng 15 này. Số xong vứt vứt thằng này đi vứt thằng này đi vứt lại bây giờ ta sẽ vào trong cùng lại gọi cái tăng vốn thành kia đây đúng rồi ta xử lý ở đây nếu mà là game mà nó vừa nó bắt đầu chơi game thì nếu chúng ta bắt đầu chơi game thì nó sẽ vừa lốt cái khối gạch hiện tại nó sẽ lốt cái khối gạch hiện tại này và nó sẽ phải lốt thêm cái khối gạch tiếp theo này cho nên ta sẽ phải tạo thêm cho nó một cái khối gạch copy cả cái này đi cắt gọt để lại khối gạch đưa lên đây đưa lên không cần phải ra vào không cần phải rồi làm cho nó lệnh cái từ khóa private để cho nó chỉ có nhận ở trong cái file này thôi thêm là kiểm tra xem phải game đang chạy không game bắt đầu chơi không đúng không xem game phải bắt đầu chơi không bắt đầu chơi mặc định nó là không phải mà đang chơi rồi đó nên nó như vậy bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm cho nó hiển thị ra đây
với cái tọa độ này. Thêm nó một vector, gọi mình vector chú. Rồi hình tiếp theo, hình tiếp theo nó sẽ là bằng new vector 2. Rồi. Và cái tọa độ nó là tọa độ này. Tọa độ này. F phải y bằng rồi. F phải đó. Tạo cho nó cái tọa độ này để cho nó hiển thị lên trên này. Đó. Giờ tiếp theo chúng ta phải vào đây. Vào đây. Đây là khối gạch hiện tại. Khối gạch. Đó. À, giờ ta sẽ phải là tạm thời ta cứ để này đây đã nha. Nếu như mà game đang chạy, game đang chạy bắt đầu chưa, nếu mà không phải là bắt đầu chưa nhưng mà game đang chạy thì lúc này bắt đầu chơi nó sẽ làm bằng chú. Cái khối tiếp theo, cái khối gạch hiện tại đây, chính là cái khối gạch tiếp theo, khối gạch bắt đầu chơi này. Khối gạch nó rơi xuống là khối gạch hiện tại, nó sẽ bằng như kia đấy. Khối hình tiếp theo, hình tiếp theo nó sẽ bằng một cái viên ốp đây đấy, cũng giống như này. Nhưng mà sao nó lại lộn? Nếu như mà nó là xem nào, tầng hình tiếp theo nó là một vector cơ mà. Thế thì phải có đây là hiển thị hình tiếp theo, hiện hình tiếp theo vẫn phải có một cái game object nữa chứ không thể là như này được. Đấy. Nó phải là cái này, nó phải là một view object. Rồi thì phải khối gạch tiếp theo. Nó phải là như này. Khối gạch tiếp theo. Khối gạch tiếp theo. Tiếp theo của nó nằm ở cái vector này. Vector này chính là vector của thằng này.
hình hiển hình tiếp theo ra đi. Rồi nó sẽ phải gọi cái tầm này, gọi đến đây. Cho thằng này điều khiển nó, cái khối gạch này nó không được phép điều khiển. Đó. Chứ nếu mà nói thì nó sẽ gọi đến cái hàm này, nó sẽ gọi đến cái file này, mà file này nó là quản lý cho cái file đấy, file điều khiển này nó quản lý cho cái file này, cho các cái này. Nếu như mà để nó chạy thì cái thằng này nó cũng bị điều khiển, nó cũng bị rơi xuống. À, chạy thử lại nhé, thử lần đầu xem nó có xuất hiện. Đó, nó đã xuất hiện rồi, đúng không? Các lần sau thì có khi là không xuất hiện nữa. Ồ, nó nhảy xuống đây rồi, nó không chạy nữa kìa. Rồi, lại nhé. À, hình sau sẽ là hình thẳng, chạy lại nữa nào. Hình sau sẽ là hình vuông. Đấy, được rồi, chúng ta sẽ giải quyết nếu mà nó là bắt đầu chơi. Còn bây giờ ta phải xử lý là nó đã đang chơi nữa. Kéo đã chơi rồi thì lúc này thằng khối gạch tiếp theo nó sẽ transform, lúc này nó sẽ nhảy ra, này nó sẽ nhảy ra location. Nó phải bằng new vector 2 và nó phải nhảy ra đây. Đó, nó phải nhảy ra đây. Đó, xong rồi, xong rồi cái thằng khối gạch tiếp theo ở khối gạch hiện tại nó sẽ phải bằng cái khối gạch tiếp theo. Đấy, nó phải bằng cái khối gạch tiếp theo này. À, lúc này ta sẽ phải gọi cái thằng này lên để cho nó chạy. Cho đây một chút. Thằng khối gạch tiếp theo này anh ạ, quay trở lại biết như này, copy nó xuống đây. Đó, bây giờ ta sẽ chạy thử. Chắc chắn là chạy thôi. Ôi, vuông này đấy. Vâng, nhảy sang đây. Đó, anh bạn này xuống, anh bạn này vâng. Đó, rồi
đúng không? Thôi nha. Đấy. Đã ok. Bây giờ còn phần điểm nữa.